Hồ Việt xin được kính chào quý vị khán giả đã đến với TV Shopping, chương trình mua sắm trên truyền hình của kênh VTC6, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, giấc ngủ ngon đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Có rất nhiều yếu tố quyết định đến chất lượng giấc ngủ như nhiệt độ, ánh sáng, không khí. Và một yếu tố quan trọng khác không thể không nhắc đến đó chính là gối đầu. Bởi chúng sẽ giúp nâng đỡ phần đầu, cổ, vai, gáy một cách tốt nhất, hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ, đồng thời giúp chúng ta tránh được các tình trạng như là mỏi cổ, đau lưng khi thức dậy. Chính vì lý do đó mà trong chương trình TV Shopping ngày hôm nay, Thu Trang và ông Việt xin được giới thiệu đến quý vị khán giả thương hiệu gối của tôi, Maculabo, sản phẩm đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Futonto Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, gối đặt làm theo yêu cầu Maculabo đến từ Nhật Bản được may đo cẩn thận theo từng cơ địa, kích thước phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Việc này sẽ giúp người dùng hạn chế tình trạng khó ngủ, ngủ ngáy, nghiến răng khi ngủ, giảm đau mỏi vai gáy và cả biến dạng cuộc sống không mong muốn ạ. Vâng, quý vị biết không ạ, vỏ gối Maculabo được làm từ chất liệu cao cấp, giúp duy trì độ ẩm cho làn da, đồng thời giảm rối tóc để khi thức giấc vẫn giữ được vẻ tươi tắn, tràn đầy sức sống ạ. Vâng, gối thiết kế Maculabo được chia thành 8 túi riêng biệt nên khi nằm ngửa hay là nằm nghiêng cũng đem lại độ cao lý tưởng nhất. Cấu tạo 4 túi ở phần trung tâm ruột gối có thể điều chỉnh để nâng cao cột sống cổ hoặc là hạ thấp một phần sau đầu. Mỗi chiếc gối sẽ được điều chỉnh độ cao từ 2,5 đến 14 cm theo da số 2 mm. Như vậy mà người dùng sẽ có cảm giác thoải mái nhất trong khi ngủ ạ. Bên cạnh những ưu điểm mà chúng ta vừa liệt kê ở phía trên thì điều mà gây ấn tượng nhất đối với tôi ở chiếc gối này đó chính là gối Maculabo được thiết kế rất đẹp mắt, từng đường kim mũi chỉ được may đo cẩn thận, màu sắc trang nhã giúp không gian sống trở nên sang trọng tinh tế hơn. Và khi sờ vào những chiếc gối này thì tôi cảm thấy rất là mềm mịn, không bí hay là không nóng gì cả, đặc biệt là còn êm nữa, rất là tuyệt vời luôn ạ. Vâng, chưa hết đâu anh Âu Việt ạ. Ruột gối Maculabo thì được làm từ 10 loại vật liệu khác nhau. Đây là con số rất ấn tượng trong ngành làm gối ở Nhật Bản hiện nay. Ngoài ra thì gối Maculabo có thiết kế hình dạng tổ ong, giúp không khí được lưu thông tốt, nâng cao hiệu quả thoát nhiệt, không gây ra tình trạng bí bách lúc ngủ. Vâng, bên cạnh cung cấp gối ngủ, tại cửa hàng Maculabo Việt Nam còn cung cấp các sản phẩm khác như là chăn, nệm đến từ Nhật Bản giúp cải thiện giấc ngủ một cách tốt nhất. Tại cửa hàng thì quý vị sẽ được nhân viên đo đạc kích thước cơ thể, sau đó tư vấn để chọn loại vật liệu. Vâng, toàn bộ quy trình từ đo đạc, làm gối, thử gối được hoàn tất trong vòng 60 phút ngay tại cửa hàng. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể gọi vào Zalo của Maculabo Việt Nam để được nhân viên hướng dẫn thao tác trên ứng dụng, tự đo kích thước ngay tại nhà. Sau đó thì cửa hàng sẽ hoàn thiện sản phẩm và chuyển về cho quý vị. Vâng, trong thời gian sử dụng các sản phẩm gối của Maculabo thì người sử dụng sẽ luôn được bảo hành miễn phí. Còn là tuyệt vời đúng không ạ? Và nếu quý vị đang quan tâm về sản phẩm này, hãy gọi ngay đến số hotline của chúng tôi, đó là 024-221-88688. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đến cửa hàng Maculabo Việt Nam tại địa chỉ T142 tầng 1 Yêu Mô Hà Đông, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội để được tư vấn mua hàng quý vị nha. Vâng, hãy để Maculabo chăm sóc cho giấc ngủ và sức khỏe của bạn mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.